Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của mình nha các bạn. Thì ngày mới xin chúc cho tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Thì hôm nay mình có làm mấy cái cánh cửa sắt nè. Cửa sắt sẵn mình quay rồi mình báo giá cho các bạn mà mới vô nghề với chưa biết nghề để các bạn biết cái giá để các bạn nó làm. Với lại chủ nhà cũng có nhiều bạn comment là hỏi mình là cái giá cửa sắt ở đây là bao nhiêu một mét, thì sẵn cái video này mình làm mình báo giá cho các bạn đó để các bạn đó biết các bạn đó làm luôn nha. Thì chủ nhà người ta xem được video của mình thì người ta sẽ biết được cái giá để người ta biết người ta đặt cho thợ thầy làm, hoặc là thợ thầy anh em nào mới vô nghề người ta chưa biết giá thì người ta xem được video của mình thì người ta biết cái giá để mà người ta nhận đồ người ta làm nha các bạn. Còn các anh em thợ thầy nào người ta đã biết rồi thì xem cho vui hoặc là lướt qua dùm cho mình nha. Thì video này mình muốn hướng dẫn cho các bạn mới vô nghề đó. Thì đây là cái bộ cửa sắt, cửa sổ nha các bạn nha. Thì mình có sử dụng cánh là hộp 36, còn khung bao là V4, khung bảo vệ là 13-26 đó. Thì cửa này là mình sẽ bỏ kiến nha các bạn, bỏ kiến. Cửa này sau khi làm đồ hồ người ta dựng xong rồi thì mình sẽ ráp kiến vô đó. Thì mình quay sơ rồi mình sẽ nói những cái cơ bản để các bạn mà mới vô nghề chứ chưa biết nghề để các bạn biết các bạn nó làm. Thì cái này là hộp 36 nè, cái cánh là hộp 36 nè, khung bao V4 rồi sử dụng là 13-26 là làm khung bảo vệ đó, khung bảo vệ nè đó. Thì ở trong mình khi mình thợ dựng hoàn thiện xong mình sẽ đi du 14 xung quanh ở trong để ép kiến với nha các bạn nha. Thì cái này là thợ hồ người ta chưa có dựng nên là mình chưa có làm khung bảo vệ, khi mà người ta dựng rồi mình sẽ tháo cánh và mình làm khung bảo vệ sau nha. Thì tại vì mình làm không kịp thì mình giao cánh trước đó, giao cánh vào khung trước đó. Với lại mình có làm mấy bộ cửa pano là 92m dưới lại 82m đó. Mình sử dụng cánh là hộp 36 luôn nha, cánh là hộp 36 dưới khung bao là V4 luôn. Đây mình quay cho các bạn xem. Thì mình đứng gần đường nên hơi ồn, với lại ông anh mình ổng đang làm nên là hơi ồn, mong các bạn thông cảm. Thì đây là cái cửa tôn pano nè, cái này là pano nguyên tấm luôn nha các bạn. Cái khổ này là 90 lọt lòng, nếu mà tính luôn cái khung bao là nó hơn 1m, 1m lẻ mấy nha các bạn nha. Ở thì còn chiều cao của nó là cái tấm tôn này là cao đúng 2m nè, là mình cộng thêm hai cái đố 36 ở trên dưới nữa là nó 2m12, 2m13 đó đó. Rồi khung bao thì mình sử dụng khung bao V4, sau đó là mình hàng đưa cá vô để mà thợ hồ người ta dựng lên nha. Đó thì là đây là cửa pano đó, nguyên tấm pano nha. Đó, nguyên tấm pano. Thì mình sẽ nói giá của cái cửa tôn pano sau. Bây giờ mình nói cái giá của cái cửa sắt mà các bạn làm kiến như vậy nè. Đó, thì mình đứng gần đường nó hơi xe cộ chạy qua lại hơi ồn, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Thì cái cửa này do là nó không có mét, nó ngang nó chỉ có 1m, cao nó chỉ có 1m2 thôi. Đó. Thì mấy cái mối hàng này là mình còn đánh mất tích rồi mình vài bữa thợ hồ ta dựng là mình tháo cánh ra mình vệ sinh lại và mình sẽ đánh mất tích những cái góc mối hàng lại cho nó mối hàng mình nó mượt mà. Sau đó là mình mới sơn nha các bạn. Đó, tại vì mình làm chưa có kịp nên là mình chấm bon thôi, rồi mình giao cánh vô khung cho thợ hồ người ta dựng. Sau đó mình sẽ gỡ cánh về rồi mình sẽ vệ sinh và mình nói chung á là cửa sắt á là mình phải giao trước để cho thợ hồ người ta dựng vô đó. Thì trong quá trình dựng thì khi thợ hồ người ta xây á thì hồ đồ nó sẽ rớt vô cửa mình, nó sẽ rất là dơ đó, nên là mình sẽ vệ sinh sau, mình giao cánh giao đồ xong thì thợ hồ người ta dựng vô mà đuôi cá, mấy cái đuôi cá này người ta sẽ dựng vô và người ta sẽ đá mấy cái đuôi cá lại cho nó cứng đó. Sau đó mình sẽ gỡ cánh về, mình hoàn thiện xong rồi mình sẽ vệ sinh và mình sơn. Những cái mối hàng như vậy thì mình sẽ đánh vết tích lại hết đó, mình chà cho nó mịn xong đó rồi mình mới sơn nha các bạn, chứ không phải là các bạn làm xong để vậy các bạn sơn thì nó sẽ rất là xấu nha các bạn nha. Đó thì cái giá cửa sổ như vậy nè, nói chung là nó không có mét nha các bạn nha. Thì các bạn nhận cho mình là 1.3 triệu đó, 1.3 triệu 1 mét nha các bạn nha, 1.3 triệu mét vuông á đó.
đó. Thì cửa sổ này á, tại vì nó còn đi đôi với cửa đi cửa đồ á, nên là các bạn nhận ra đó. Còn ví dụ như các bạn chỉ nhận có một bộ cửa sổ như vậy thôi, một bộ hoặc là hai bộ như vậy thôi, không có cái gì nữa, thì các bạn phải nhận 1,5 triệu đó. 1,5 triệu một mét, thì nói chung cái này nó có 1,2 m à, chiều ngang 1 m, chiều cao 1,2 m, thì mình nhân ra nó chỉ có 1,2 m thôi đó. Nên là khi mà các bạn nhận cho 1,2 triệu hoặc 1,5 triệu á, thì nó cũng cái bộ cửa này nó cũng chỉ có gần 2 triệu một bộ thôi. Thì các bạn nghĩ 2 triệu một bộ này có đủ cái công của các bạn không? Đó, như một cây vê nè, mình tính sơ sơ thôi, một cây vê nè, cây vê 4 này nè, nó gần 250 một cây rồi. Rồi, một cây 36 như vậy á là nó gần 300. Đó, nó gần 300.000. Thì một bộ cửa sổ như vậy là nó 1,2 m. Đó, thì nó hơn một cây, nó hơn một cây 36. Rồi khung bông như vậy là nó hơn 2 cây. Thì một cây 13,6 bây giờ nó đã 130 rồi. Đó, thì nó hơn 2 cây 13,6. Đó, thì còn la nữa nè, la. Đó, rồi khung ép kiến nữa. Đó, rồi các bạn nghĩ nợ tiền đồ là mua là 1,000,000 rồi. Rồi còn sơn, rồi còn kiến nữa. Đó, nên là khi mình làm cửa sổ á, mình nhận giá thì gọi là mình làm để cho có việc để làm. Với lại là ví dụ như là có cửa đi cửa đồ thì nó sẽ nó bù qua cái cửa sổ nha các bạn. Chứ cái cửa sổ này bây giờ các bạn có nhận 1,5 triệu cũng không có lời nha. Chỉ là đủ cái công thôi. Đó, đủ cái công của các bạn làm thôi. Hay là các bạn có những cái khúc mà ngắn ngắn như vậy nè. Đó, khúc sắt mà ngắn ngắn như vậy thì các bạn tận dụng lại các bạn làm thì nó sẽ gọi là nó có lời chút đỉnh. Chứ còn ví dụ như các bạn mua nguyên cây sắt á, các bạn làm á, nếu mà anh em mua nguyên cây sắt làm ra sắt nguyên không thì nó sẽ không có lời đâu nha các bạn. Nó chỉ đủ cái công của các bạn làm thôi. Nhưng mà các bạn phải làm nhanh thì nó mới có lời. Còn các bạn làm tốc độ không có thì nó sẽ không đủ công luôn nha các bạn. Thì nói chung là mình làm cửa đi thì mình nhận cửa đi, cửa phòng, cửa đồ luôn. Thì cửa đi rồi nó sẽ lắc qua bên cửa sổ gọi là cho có cái này cái kia nha các bạn. Đó, chứ còn giá mà từ 1,2 triệu, 1,3 triệu đến 1,5 triệu thì gọi là không có lời nha các bạn nha. Đó, làm đủ cái công thôi. Đó, thì ở sẵn cái video này thì mình nói để cái anh em thợ người ta biết, với lại chủ nhà người ta có xem được cái video này á, để người ta biết cái giá mình anh em thợ mình làm á là nó có cao hay không. Đó. Thì tự mua sắt tự tính ra là biết cái có lời không nha các bạn. Đó, thì gọi là làm để có việc, đó, để có cái công thôi chứ không có lời nha các bạn. Còn ví dụ như cửa mà nó chiều ngang nó 2 m mấy rồi chiều cao nó 3 m mấy đồ đó, mấy cái cửa đó mình nhận giá 1,2 triệu, 1,3 triệu rồi đó, 2,5 triệu rồi thì nó còn có cái công, có cái chút công nha các bạn. Đó, thì ở đây mình sẵn mình hướng dẫn cho các bạn nào comment nói là cái tính mét vuông như thế nào. Đó, có nhiều bạn thợ thầy thì biết rồi, còn có mấy anh em thợ người ta mới ra người ta không có biết tính mét vuông sao, thì ở đây mình hướng dẫn luôn nha. Thì các bạn đo cho mình cái chiều ngang nè, có ví dụ chiều ngang cái này nó 1 m nè, chiều cao nó lên 1,2 m nè. Đó, thì các bạn lấy một chiều ngang 1 m nhân cho 1,2 m. Đó, thì lấy một mét nhân cho 1,2 m thì nó ra là 1,2 m, thì nó ra 1,2 m. Thì các bạn lấy 1,2 m đó là cái số mét của cái cửa này là 1,2 m đó. Rồi các bạn muốn nhận giá bao nhiêu thì các bạn nhân lên đó. Ví dụ như mình nhận cái bộ cửa này là 1,3 triệu đi. Đó, thì mình lấy 1,2 m mình nhân cho 1,3 triệu thì nó sẽ ra thành tiền nha các bạn. Đó, thì ở đây mình hướng dẫn cho các bạn nào mới vô nghề với người ta chưa có biết, còn các bạn nào đã biết rồi thì thông cảm cho mình nha. Đó, thì cái cửa này là mình nhận giá là 1,3 triệu nè. Đó, mình bao sơn bao kiến luôn, hoàn thiện luôn á nha. Đó, thì nói chung là làm có cái công thôi, không có lời nha các bạn nha. Đó, còn cái cửa pano nữa, cái cửa pano thì mình nhận giá khác nha các bạn nha. Đó, cửa pano đây mình nhận giá đâu tôn tiết rồi luôn nè. Đó, thì nói chung nó không có mét. Pano này mình nhận giá 1,5 triệu nha các bạn nha. Còn cửa pano đây là nó nói chung nó có cánh, một cánh một à. Đó, mình nhận 1,5 triệu một mét nha các bạn nha. Thì nói chung một cái cánh cửa như vậy á, chiều ngang 80 nè, chiều cao lên 2 m, thì các bạn nhân ra đi 82 m thì nó mới có 1,6 m à. Đó, thì các bạn làm cánh á, thì cánh 36 khung bao á là V4. Đó, như anh mình cũng đang làm đây nè, đây đó. Rồi các bạn phải dằn thêm mấy cái đố ngang đây để cho nó cái tấm tôn mình nó không có bị bùng nha. Với lại mình hàn chấm bông vô như vậy nè,
thì tại sao nó giá như vậy? Thì các bạn thường thường các bạn nhận rẻ thì các bạn cái tấm pano đây các bạn hàng ở trên cánh cửa luôn, còn anh em mình không hàng kiểu đó, anh em mình chạy vung xung quanh, vung 14 xung quanh, xong rồi anh em mình bỏ tôn vô, xong rồi anh em mình ép một lớp vung 14 nữa, nó thẩm mỹ mà nó đẹp mà nó chắc chắn hơn. Còn các bạn nhận rẻ các bạn hàng cái tấm pano này lên cái cánh cửa luôn, hàng chùm lên đây luôn nè, nó rất là xấu mà nó yếu cái cửa đó. Đây thì cái này là mình sơn thành phẩm luôn nha, thợ hồ dựng xong rồi tháo ra mình vệ sinh rồi mình sơn thành phẩm cho người ta luôn nha. Đó thì mình sử dụng là V4 là khung bao, còn cánh là 36. Còn các bạn dặn mà giá mềm nữa 1.2.3 thì các bạn đi cái cánh là vuông 3 cũng được nha các bạn nha, các bạn đi cánh vuông 3, còn đây là mình cánh 36 đó, mình đi ép tôn là vuông 2 mặt đó. Thì cái cửa này các bạn nhận 1.500.000 mét nha, bao sơn qua đồ luôn nha. Thì cái cửa này nó to hơn, nó có một chiều ngang nó tới 1 mét luôn, chiều cao nó 2m15. Còn cái cánh này là nó cao 2m15 luôn, nhưng mà chiều ngang nó chỉ có 80 thôi, thì nói chung mình nhân ra thì nó cũng gần được 2 mét. Cái bộ cửa này các bạn làm mới đủ công đó. Đó thì video này mình muốn chia sẻ cho anh em nào mà mới vô nghề chứ chưa biết nghề, còn các bạn nào đã là thợ thầy thì xem cho vui hoặc là lướt qua giùm cho mình nha. Mình xin kết thúc clip đây nha các bạn, nếu có gì các bạn không hiểu hay thắc mắc chỗ nào thì các bạn nhớ comment ở dưới để mình trả lời cho các bạn nha. Rồi mình xin kết thúc clip đây nha các bạn, nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.